sau mọi sóng gió tình cảm, các Phượng và Kiều Minh Tuấn hạn chế hơn trong việc chia sẻ hình ảnh chung lên mạng xã hội. Thế nhưng bất cứ khi nào có cơ hội cả hai đều sẵn sàng thể hiện tình cảm với đối phương bằng nhiều cách khác nhau. Cho tới mới đây, các Phượng có động thái gây chú ý khi liên tục chia sẻ kỷ niệm năm xưa bên Kiều Minh Tuấn sánh đôi dự sự kiện. Những khoảnh khắc tình tứ của cặp chị em đình đám Vix bỗng gây xôn xao trở lại mạng xã hội. Đặc biệt, dưới phần bình luận các phượng còn không ngần ngại trả lời loạt câu hỏi của khán giả xoay quanh chuyện tình này của mình các phượng liên tục chia sẻ lại ảnh kỷ niệm xưa bên kiều minh tuấn khi được một khán giả hỏi về chuyện sinh con với kiều minh tuấn sau nhiều năm hẹn hò các phượng cho biết chị đẻ hết được rồi cưng bên cạnh đó bà mẹ một con cũng nêu quan điểm về chuyện tình cảm của mình khi nhận được lời chúc hạnh phúc cảm ơn cô ạ à, mong là vậy cô ạ à, nhưng cuộc đời vô thường lắm cô không có gì là mãi mãi đến đâu hay đến đó cô ạ à? chúc cô nhiều sức khỏe ạ à. các phượng cho biết hiện cô đã hết để được khi khán giả tò mò chuyện sinh nở của cô với kiều minh tuấn về chuyện tình yêu các phượng cho rằng không gì là mãi mãi đến đâu hay đến đó những khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi cát kiều năm xưa sau mọi sóng gió cặp đôi vẫn giữ vững tình cảm bền chặt tiếp tục đồng hành cùng nhau từ cuộc sống đến công việc Tính đến nay mối tình chị em định đám Vbix này đã kéo dài tới cả thập kỷ. Ảnh, sưu tầm, Facebook nhân vật.